sau nhiều cái chủ tính, chúng ta nhớ không, từng cái tính toán, từng cái nghiên cứu và đưa đến nhiều kết luận, mà trước đây chúng ta vẫn nói là cái vụ Covid-19 đó nó đến từ Vũ Hán, từ Tàu Trung Cộng. Tuy nhiên họ vẫn kiếm cách để họ chối dài dài, quý vị thấy không? Thì bây giờ qua những cái lần gần đây, có thể là người ta nói ngay một coi như là một buổi tranh luận giữa ông thượng nghị sĩ Rand Paul, cũng là một bác sĩ, và ông Dr. Fauci. Bây giờ đó mà trên đài Fox đó, mà người ta nói là theo đánh giá bình thường của một người theo dõi, thì người ta có thể thấy ngay là kể như ông Fauci đã thua, coi như là cái lý luận đối lý. Và ông ta cuối cùng dường như ông ta phải thú nhận, giống như là bây giờ ông ta mới xác nhận là cái con vi khuẩn nó rất có thể, ông ta nói rất có thể đến từ cái phòng thí nghiệm chứ không phải là từ những nơi nào khác. Và ông ta nói thêm vài câu đại khái là rất không may hay là rất đáng tiếc. Thì bây giờ cái chuyện ông ta đã tức là thế nào, tức là vấn đề ông ta đã âm mưu và hỗ trợ ngay cả tiền bạc cái plan này từ lâu rồi, vũ khí sinh học từ lâu rồi. Và ông Rand Paul cũng như một số một nhóm các bác sĩ chuyên khoa đi theo và theo dõi âm thầm cả năm nay, quý vị nhớ là cái vụ này xảy ra. Và thêm ông thượng nghị sĩ mà Tom Cotton nữa, quý vị, cũng đẩy mạnh. Thì bây giờ dường như cái biến cố, người ta thấy là ông Fauci phải thừa nhận đó là cái con vi khuẩn nó đến từ cái âm mưu của bên Tàu, và ông ta coi như một hình thức tiếp tế tài trợ giúp cho cái phòng thí nghiệm đó nữa. Thành thử ra cái này nó sẽ có thể trở thành lớn, và nó sẽ thể đi đến trong những ngày sắp tới, quý vị sẽ thấy nhiều khi còn ồn ào là một cái vụ kiện tụng lớn đó. Tại vì nếu như vậy đó, quý vị nhớ là đây là một cái tội rất là nặng, bởi chúng ta nhớ là Mỹ chết hơn 500 ngàn, quý vị nhớ không, trong các cuộc chiến tranh lớn thể nghĩa là hủy diệt lắm là cũng chỉ chết một số nào đó, mà chúng ta thấy nếu như một cái chiến tranh thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta đã chết quá nhiều. Và ông này đã che giấu dùm somehow, cho nên bây giờ cái nếu ông tính ra thì ông ta tội nó rất nặng, đó là cái tội phản quốc người ta đã nói rồi. Cho nên bây giờ vấn đề là để coi những ngày sắp tới như nào. Nhưng mà cái người ta nhìn thấy ngay, trước đây thì báo chí truyền thông á, truyền thông thiên tả và đảng dân chủ che chắn và bênh đỡ ông này lắm, nhưng gần đây làm như họ buông xuôi, bây giờ không không bênh được nữa. Bênh là lúc nào nó còn mờ mịt, nó còn mù mịt, còn bây giờ lộ quá rồi, rõ quá rồi. Bây giờ nguyên một cái nhóm bác sĩ cũng như là ông Rand Paul rất lên tiếng rất mạnh về vấn đề này, thì ông Fauci coi như là hết đường chối cãi, nó khổ như vậy. Và bây giờ người ta cảm thấy là những ngày sắp tới đó, và ông Fauci sẽ bị tất cả công chúng cũng đánh giá, nhìn cái cặp mắt rất là xuống giá, bởi vì rõ ràng là người ta tin ông ta. Và ông ta có cái lợi điểm nữa là ông ta làm nhiều triều đại tổng thống, từ thời Clinton đi xuống để bút chúng ta liên tục, cho nên cái uy tín ta người ta cứ đặt hết vào ông ta. Nhưng trong vụ này thì rõ ràng ông đã nối kết và ông đã tiếp tay cho cái phòng phát triển Vũ Hán, ông tài trợ, quý vị nhớ mỗi năm bao nhiêu triệu, rồi sau này những cái con số nó lộ ra đó. Cho nên là nếu tính ra thì ông ta cái tội ông ta rất lớn, nhưng mà vấn đề là để coi như thế nào, bởi vì đảng dân chủ đó và bên ngay cả bên truyền thông có thể họ họ lờ đi, bởi vì vào lúc này đó thì đôi khi cái khi mà mình còn mạnh nó khác, như có thể cái thế ông ta bị bây giờ thấy truy kích như vậy, nhiều khi chính bạn bè cũng quay đi, thì chúng tôi nói hoài đó đó, cho nên khi còn tiền còn bạc còn đệ tử đó, quý vị nhớ câu đó không, khi mà không là họ có thể họ trở mặt. Chính vì thế mà bây giờ mình chờ những ngày sắp tới, nhưng chúng ta phải hiểu là cái công lao là do ông Rand Paul. Ông này vừa là bác sĩ vừa là thượng nghị sĩ, và ông ta đã đi theo đuổi và quyết chí đi đến cùng với các dữ kiện ta thu thập cả một năm vừa rồi. Nhưng mà quý vị nên nhớ là khi ông ta dám làm như vậy là ông ta phải đặt trên cả sinh mạng luôn, vì ông ta mới nhận được những bức thư dọa giết rồi, quý vị, và một bức thư trong đó có chất độc nữa mới đây nhất. Từ cái nào đó mình không biết, nhưng mà gì mình hiểu là họ sẵn sàng họ bịt miệng. Và cái chuyện này thì bình thường đối với Hoa Kỳ nó thường lắm. Người ta nói ngay cái gia đình tội phạm là gia đình Clinton đó, có những cộng sự viên, nếu quý vị để ý từ cái thời mà ông còn làm 8 năm tổng thống đó, nhiều cộng sự viên thì mất tích một cách rất đáng ngờ, rất bí mật, không biết, người thì nói là bất ngờ bị ung thư chết, người thì tự nhiên rớt máy bay đó. Nó nhiều cái cộng sự, nếu quý vị nhìn lại, cho nên lúc nào nó vẫn có cái chuyện bịt miệng. Cho nên Rand Paul này dám đứng ra nói là tức là ông cũng can đảm lắm,
Và ông ta cái mũi thứ ba mà ông Fauci định nói ở trong lai mình phải chích đó, thì ông này ông đã nói đó rằng là tôi không chích, bởi vì tôi, ông bác sĩ, ông Rand Paul đó, ông nói là tôi đã từng bị và tôi đã pass được rồi, thì tôi nghĩ rằng tôi có đủ miễn nhiễm, trừ khi nào bằng cớ cho tôi thấy rõ ràng một cái biểu hiện mới, một loạt ngã xuống thì lúc đó tôi mới sẽ chích. Còn ông ta đã tuyên bố rồi không có chích gì cái thứ ba, và người ta giấu, người ta giấu, thưa quý vị, là nhiều cái thì quý vị nghe cũng khá động trời, là quý vị không, là sau khi nghiên cứu nhiều thì cái nhóm này mới đưa ra, cái nhóm này bây giờ đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ giải thích sự thật về cái vụ này, vụ virus này. Đây là chuyện nghiêm trọng quý vị, chứ không phải là chuyện mà chúng ta nói qua đâu. Tại vì thế này này, họ nói từ lúc chích ngừa đó, nhưng mà truyền thông họ giấu là có hơn 3.000 người đã mất vì cái chích ngừa đó quý vị, có liên quan đến chích ngừa, cái vaccine. Mình đương nhiên, họ đâu có nói những cái đó cho mình. Ngoài ra hơn 10.000 người bị thương, thương tật, bị thương nặng, trọng thương. Đó, những cái đó, cho nên đó là lý do tại sao mà bây giờ chỉ có 1/3 người dân Mỹ willing, sẵn sàng chích. Còn nhiều người bây giờ họ cũng vì những đó họ lại càng, cái tin này tung ra họ càng sẽ không chích nữa. Đó là vấn đề mà bây giờ đang xảy đến, và chúng ta chờ xem những ngày tới còn nhiều cái liên hệ cái việc này lắm. Liên quan đến những cái lời tuyên bố của bác sĩ Fauci, người lãnh đạo cơ quan y tế của từ thời chính phủ của Tổng thống Donald Trump và bây giờ là của chính phủ Joe Biden, thì bây giờ ông cũng đã phải lên tiếng chấp nhận có thể cái virus corona này nó xuất phát từ cái phòng thí nghiệm ở bên Vũ Hán. Từ khi mà cái cơn đại dịch này xảy ra, tại đài truyền hình Việt Media TV anh em chúng tôi cũng đã nhắc rất nhiều đến cái vấn đề này. Và trong cái thời gian đó thì thưa quý vị, khi mà của Tổng thống Donald Trump và chính phủ của ông nói rằng virus Vũ Hán đến từ China, China virus, thì chính phủ của Joe Biden thời bấy giờ bên đảng Dân Chủ họ dùng cái lý do đó để tạo ra một cái làn sóng kỳ thị chủng tộc. Họ nói rằng Tổng thống Trump dùng những cái lời lẽ kỳ thị những người Hoa. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng đại đa số những người dân Hoa Kỳ đều hiểu rằng ý của Tổng thống, cựu Tổng thống Trump nói rằng đây là cái loại virus có thể đến từ bên China, không phải là do người Trung Hoa gây ra, mà do chính phủ của Đảng Cộng sản Trung Hoa đã có thể làm cho nó rò rỉ. Ngoài ra thì theo các người khoa học ra, người ta nói rằng cái vấn đề mà những cái phòng thí nghiệm bị những cái con virus bị rò rỉ ra bên ngoài là một việc cũng rất là thường xảy ra đối với những cái phòng thí nghiệm mà có cái vấn đề mà an ninh rất là cao. Tại vì cái phòng thí nghiệm Vũ Hán khi xưa họ có một cái nhóm của người Pháp được mời đến để mà có thể làm một cái nhóm để xây dựng cái phòng thí nghiệm này. Tuy vì một cái lý do nào đó, chính phủ Cộng sản Trung Cộng họ đã không dùng những cái người kỹ sư người Pháp này để xây dựng cái phòng thí nghiệm Vũ Hán, và họ dùng quân đội của Cộng sản Trung Cộng để xây dựng cái phòng thí nghiệm này. Và được so sánh cái phòng thí nghiệm Vũ Hán nó có cái mức độ an ninh chỉ tầm ngang với một cái phòng nha khoa ở bên Mỹ mà thôi. Do đó cái vấn đề mà virus corona nó bị rò rỉ ra ngoài là một cái vấn đề rất là dễ xảy ra. Và bệnh nhân đầu tiên bị chết với virus corona COVID đó là một nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm tại Vũ Hán. Bên cạnh đó thì sau khi cái cơn đại dịch xảy ra, các cơ quan truyền thông trên khắp thế giới mà thiên tả họ đều ủng hộ cho chính phủ của Cộng sản Trung Cộng, và họ đã che đậy đi một số lượng lớn những cái thông tin chính xác về cơn đại dịch virus corona này. Và cũng giống như chúng tôi nhắc nhở, chính phủ của Joe Biden khi xưa và đảng Dân Chủ họ đã tìm mọi cách để lật ngược cái tình trạng lúc bây giờ, đó là tạo ra cho chính phủ của Tổng thống Trump liên quan đến cái vấn đề mà chủng tộc. Ngoài ra chúng ta được biết rằng là bác sĩ Fauci, bác sĩ Collins và cựu Tổng thống Obama khi xưa đã từng viếng thăm cái phòng thí nghiệm Vũ Hán, và văn phòng mà nghiên cứu về các loại mà virus do bác sĩ Fauci điều khiển lúc bấy giờ, họ đã sửa đổi luật pháp của Hoa Kỳ khi đó là cấm không được tài trợ tiền cho các cơ quan nghiên cứu mà có liên quan tới các quốc gia mà thù địch với nước Mỹ. Tuy nhiên họ sửa đổi luật pháp, họ nói rằng nếu mà cái cơ quan của bác sĩ Fauci đang điều hành mà chấp thuận
cái cuộc nghiên cứu này thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tài trợ tiền cho phòng thí nghiệm Vũ Hán để mà nghiên cứu các loại virus mới. Thì đây là những cái mối liên quan rõ ràng, có giấy trắng mực đen chứng minh cái sự liên quan của bác sĩ Fauci đối với cái vấn đề mà virus corona này.